có mặt tại công ty TSAV. Nhóm mình lựa chọn công ty này để làm môn đề tài cho môn quản trị hành chính văn phòng. Thì đây là một công ty theo như nhóm mình nghiên cứu thì đây là một công ty chuyên về hàng may sẵn. Tiếp theo sau đây, nhóm mình mời mọi người cùng tham quan công tác quản lý hành chính văn phòng tại công ty này nhé. Dạ, tụi em rất vui vì hôm nay mời được chị đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay của tụi em. Thì tụi em có lựa chọn công ty của chị để làm đề tài cho bài tiểu luận sắp tới của tụi em. Thì tụi em có tìm hiểu về công ty, thì đó là một công ty chuyên về ngành may mặc hàng sẵn. Thì chị có thể giới thiệu một chút về chị được không ạ? Thì chị tên là Hương, cái vụ hiện tại của chị là nhân viên nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Toyosu Safety and Automatic Components Việt Nam, hay còn được gọi tắt là TSAV. Và công việc, cụ thể công việc của chị hiện tại là làm bên chịu trách nhiệm cho bộ phận kiểm nghiệm nhân sự. Dạ, thì theo như em thấy thì công ty mình có hai chi nhánh nhỏ, thì chị có thể nói về số lượng nhân viên ở trong công ty mình không ạ? Thì số lượng nhân viên phân xưởng tầm 300 đến 500 người và được chia làm hai chi nhánh. Dạ, thì trong số đó số lượng nhân viên văn phòng chiếm bao nhiêu chị? Công ty có quy mô vừa nên nhân viên văn phòng chỉ tầm 15 đến 20 người thôi. Dạ, thì em thấy công ty thì cũng vừa vậy, tiêu chuẩn để lựa chọn nhân viên văn phòng của mình thì có khắt khe hay là có điều kiện gì không chị? Tiêu chuẩn chọn nhân viên văn phòng của công ty chị thì chỉ cần có bằng cao đẳng các chuyên ngành trở lên và có yêu cầu về kinh nghiệm. Dạ, còn về độ tuổi của nhân viên công ty mình thì sao chị? Độ tuổi nhân viên văn phòng đa số từ 22 đến 35, còn về công nhân thì sẽ từ 18 đến 45. Dạ. Dạ, thưa chị, là về trang thiết bị á, thì theo chị là trang thiết bị cơ sở vật chất trong văn phòng có đáp ứng đủ nhu cầu của các nhân viên không ạ? Theo bản thân chị thì chị thấy cái thiết bị cho nhân viên văn phòng sử dụng thì rất là đầy đủ và hiện đại. Vậy thường thì chị sẽ sử dụng laptop cá nhân hay là máy tính của công ty để phục vụ công việc gì chị? Để phục vụ cho công việc thì chị sẽ dùng máy tính và thiết bị ở văn phòng. Vậy thì cho em hỏi là công ty có thường xuyên bổ sung trang thiết bị trong văn phòng hay không ạ? Đương nhiên, để đẩy nhanh tiến độ làm việc của công ty thì mỗi tháng công ty chị sẽ đều có một cái lịch kiểm tra thường xuyên đối với tất cả thiết bị luôn, từ máy lạnh nè, máy tính rồi hay là máy in, tất cả mọi thứ luôn. Nếu mà gặp vấn đề gì thì sẽ lập tức sửa chữa và thay thế. Dạ,
Theo ý kiến cá nhân của chị á, thì chị có muốn công ty hỗ trợ những trang thiết bị trong văn phòng nơi chị làm việc hay không nhỉ? Theo chị thấy thì ở văn phòng có khá là đầy đủ thiết bị rồi nên không cần bổ sung thêm gì cả. Dạ. Như thời gian làm việc của công ty chị là bắt đầu từ bao nhiêu giờ ạ? Thời gian làm việc của nhân viên văn phòng thì sẽ từ 7 giờ rưỡi cho đến 4 giờ rưỡi chiều. Và đối với công nhân thì chia làm 2 ca, bao gồm ca ngày và ca đêm. Thường thì những trường hợp đi trễ hay là đi làm muộn thì công ty sẽ xử lý như thế nào vậy ạ? Công ty chị thì không có các khe máy về cái chuyện đi làm trễ, nhưng mà đi làm chắc chắn cũng sẽ có hình phạt là đối với những người đi làm muộn, đó chính là trừ tiền chuyên cần. Dạ. Theo như em có tìm hiểu là như mấy công ty khác thì chấm công bằng bằng máy quét hay là bằng thẻ, thì chị cho em hỏi thì công ty chị chấm công bằng máy quét hay là thẻ ạ? Thì chấm công bằng máy quét nha. Dạ. Quy định nghỉ trưa của công ty chị thì như thế nào ạ? Sẽ có sự khác biệt giữa nhân viên văn phòng và công nhân. Đối với nhân viên văn phòng thì sẽ được nghỉ trưa 1 tiếng từ 11:30 đến 12:30. Còn đối với công nhân sẽ được 30 phút từ 12:00 đến 12:30. Dạ. Thì như đi làm cho công ty mình thì có được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hay là các chế độ khác không chị? Công nhân và nhân viên văn phòng đều được hưởng đầy đủ tất cả chế độ phúc lợi từ công ty, như là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 24/24 và được hưởng 14 ngày phép mỗi năm. Nếu mà trong một tháng đó, nhân viên hay là đội ngũ nhân viên làm vượt chỉ tiêu á thì vẫn sẽ được thêm nữa, hưởng thêm. Dạ. Chị cho em hỏi một chút về hệ thống nghiệp vụ hành chính văn phòng, là thường thì công ty anh chị sẽ lưu trữ hồ sơ bằng cách nào ạ chị? Bên công ty chị thì tài liệu phần mềm sẽ được lưu vào ổ đĩa cứng chung của công ty, và phần giấy tờ sẽ được lưu vào kho theo bộ phận và được kiểm duyệt hàng tháng. Dạ. Vậy trong bộ phận văn phòng thì người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng khi ký duyệt một văn bản nào đó thì là ai, và người cuối và chị cho em biết được không ạ? Bên công ty chị thì hợp tác với người Nhật nên mọi quyết định hay là văn bản đó sẽ được người Nhật quyết định, và khi đưa ra một vấn đề gì đó thì nào đó họ sẽ bàn với công ty, công đoàn hay là văn phòng. Nếu vấn đề liên quan đến công nhân thì người làm bên công đoàn sẽ khảo sát ý kiến công nhân và truyền đạt lại cho cấp trên và cùng nhau giải quyết vấn đề đó. Còn nếu được cấp trên đồng ý, là người Nhật hay còn được gọi là trưởng xưởng hay tổng giám đốc đồng ý với văn phòng sẽ soạn văn bản và đóng dấu nhấn trong thông báo. Dạ. Dạ tụi em cảm ơn chị vì đã dành một chút thời gian cho nhóm tụi em. Thì nhóm tụi em có chuẩn bị một chút quà nho nhỏ làm quà kỷ niệm. Tụi em chúc chị luôn sức khỏe và trong công việc. Ok, chị cảm ơn hai em nhiều nha. Chúc hai em sẽ hoàn thành bài điểm cao nha.